Hi mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và để tiếp tục cái series acc giá rẻ thì tôi sẽ show cho anh em xem một số acc rất là ok. Rồi đến với cái acc đầu tiên nha anh em nhé. Acc này thì đặc quyền VIP 4 level 69 và gần lên VIP 5, KD 1.65 và hạ gục thì hơn 1.600 kill. Tại acc vẫn còn 4.436 kim cương nhé. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh thôi, acc này thì giá hơn 400k một xíu thôi. Và cục acc cũng rất là ok luôn. Kho đồ có một khẩu AK-47 VIP này, M4A1 quái thú vô hình, đã phun vòng 3Z Bon Beat, 3Z Bon Beat, Thompson Băng, DE Bon Beat, DE Thunder, DE VIP Inferno. Nói chung ạc này thì có 3 khẩu DE VIP luôn. AK-47 Bá Tước, AK-47 Nobel Dragon, Mauser Nobel Dragon, Ska và Lắm Đấm Titan. Đấy, còn súng thì có súng tím thì có M4 Băng này, Z Vũ Công. Nhưng súng tím thì cũng khá là nhiều. Rồi tôi sẽ vào sâu luôn. Nhân vật thì có Maria và Rose, đặc biệt là có con Solo Covid nhé, cũng rất là ok. Giá thì rất là ok và tôi cũng đầy đủ súng. Nhẫn thì có ngắm kẻ địch hiện HP rồi. Rồi thiên phú thì cũng đã úp được tương đối nha anh em nha. Arc đang ở trong clan boss. Rồi tôi sẽ sâu phần thành tựu luôn. Thành tựu thì mới level 2 thôi. Đây vòng Bon Beat, vòng Akachan thì quay được 2, 4, 5 ô. Và vòng M4 thì quay được 4 ô, ra ba lô số 5 cũng rất là ok. Đấy, kho đồ thì cũng có AK, M4, 3Z này, 3 khẩu lục VIP nha anh em nhé. Nhân vật thì có con solo co VIP và vẫn còn hơn 4k kim cương. Đấy, giá thì cũng rất rẻ, hơn 400k thôi. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi đến với cạc số 2 nha anh em nhé. Arc này thì level 85 ở clan tôi. Và KD thì 1.19, hạ gục cũng 21.000 kill rồi. Arc này thì hơn 300k thôi. Nhưng mà cũng rất là ok, vẫn còn 1k6 kim cương. Kho đồ thì có một khẩu M4A1 Beat, AWM VIP, MSG 90 level 1, ZBK level 2, 6 lòng, DE Thunder X2 luôn, AK-47 Zosa, M4A1, Nobel Dragon, Mauser Nobel Dragon, BCAC Nobel Dragon. Nói chung ạc này thì rất nhiều súng cam, M4A1 Anonymous, A12 Booster, với giá thì hơn 300k, vẫn còn 1k6 kim cương em ạ. Chép tổ ong này, Ska này, IAS Phonix, Kuri Ultimate Gold, Katana Transformer, Đao Phán Quyết X2 và chuyển ông gà năm mới. Đấy, súng tím thì rất nhiều luôn, vì ạc này nói chung là cày rất là nhiều anh em ạ. M4A1 Royal Dragon, 9A91 X-Max, Team B Nula, đua Team B Royal Dragon X2, Sẻng X-Max này, rồi Ruby Chicken, súng tím rất nhiều, 3Z Spring, Team BSS, Jacking Bull X2, búa sắt này, AWMZ, và Z đen cũng có luôn anh em ạ. Nhân vật thì rất là ngon luôn anh em ạ, có con gốt vĩnh viễn rồi và con AOE nữa. Đấy, vật phẩm thì có ít đá thức tỉnh thôi. Thiên phú thì úp cũng tương đối gần max hết rồi. Quà thì mỗi vòng thì chắc quay được vài ô thôi. Vòng Akachan quay được 3 ô và vòng M4 thì quay được 2, 4, 5 ô, 6 ô. Ra AOE và ba lô số 5 cũng rất là ok. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi đến với cái acc số 3 nha anh em nhé. Acc này thì hôm qua vừa lạp 200k xong thì hôm nay vẫn bán lại với giá 200k thôi. Acc VIP 3 và nói chung cũng bắn danh cũng rất là ít, level 70 anh em ạ. Rồi tôi sẽ vào sâu kho đồ cho anh em xem. Acc vẫn còn 8.428 kim cương nhé, giá 200k thôi. Kho đồ có một khẩu M4A1 Beat này, M14 EBL Dark Light, 3Z Transformer và ngon nhất là có cây Kuri VIP Inferno, BCAC Nobel Dragon, Katana Transformer và chuẩn nông gà năm mới. Súng tím thì cũng rất là ok, 9A91 X-Max này, DE này, búa sắt này, Kerit X-Max, bán Z đen cũng có luôn anh em ạ. Đấy, nhân vật thì có con rốt vĩnh viễn thôi, có 16 đá thức tỉnh thông sơn. Nói chung thiên phú thì cũng úp được tương đối. Vòng quà thì vòng Bon Beat quay được 3 ô, vòng Akachan quay được 3 ô và vòng M4 cũng quay được 3 ô. Đấy, acc thì có 8.000 kim cương nhé, 8.400 kim cương. Kho đồ thì cũng có M4 này và 3Z Chan. Đấy, có cây Kuri VIP Inferno, rất là ok. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp theo với cạc số 4 nha anh em nhé. Acc này thì level 72. Rồi clan tôi luôn, KD thì 1.03 và hạ gục hơn 5.000 kill. Acc này thì giá cũng rẻ thôi, giá có 200k thôi. Kho đồ có AK-47 VIP và một khẩu thì đang trả góp. M4A1 Jaguari, 3Z Transformer, một cây dìu xanh, AK-47 Nobel Dragon, BCAC Nobel Dragon, Katana Transformer và cũng một số súng tím nữa, tím BSS các thứ. Vật phẩm thì có nhẫn và cũng có 3, 2 dòng 5 sao ngắm kẻ địch hiện HP, cũng rất là ok.
Rồi thiên phú thì úp được tương đối. Và tôi sẽ vào phần quà thôi. Vòng bon bít thì quay một ô, vòng Akachan quay một ô và vòng M4 cũng quay được một ô. Rồi tôi sẽ đến với cái hạc tiếp theo. Rồi đến với cái hạc tiếp theo nha anh em nhé. Hạc này thì VIP 4, level 54, KD 1.28. Hạc này thì giá cũng 200k thôi. Có một khẩu AK47 VIP này, M4A1 bit, USB bá tước, BCAC Nobel Dragon, A12 booster, Scout Guardian, Katana Transformer, đao phán quyết và cái roi nữ hoàng. Đấy, M4A1, Royal Dragon, AWM Argon, Đề Trao, nói chung cũng rất nhiều súng tím. Vật phẩm thì có nhẫn và cũng có 3 dòng 5 sao nhưng lại chưa có ngắm kẻ địch hiện HP. Thiên phú thì cũng úp được tương đối. Vòng bon bít thì quay còn có 4 ô nữa là full thôi, cũng rất là ok mà mỗi tội là chưa ra nhân vật anh em ạ. Vòng Akachan thì quay được 4 ô, và vòng M4 thì quay được 2 ô ra ba lô số 5. Cũng rất là ok. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi nha. Anh em mua hàng thì inbox Zalo tôi. Anh em thấy clip hay thì để lại một like, một sub ủng hộ mình nha. Tạm biệt anh em.